Tôi xin kính chào các quý vị dân tộc của chúng ta, hoặc là các quý vị sắc tộc Do Thái của chúng ta đang sống trong đất nước của Việt Nam. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện của chúng ta và lý do vì sao chúng ta trong cái hoàn cảnh bây giờ, hoặc là vì sao chúng ta đã bị chia rẽ một cách rất là sao ta phức tạp rồi này kia, nói chung là đủ thứ điều mà không có tốt đẹp, thì cũng vì lý do tội lỗi của tổ tiên chúng ta. Và cũng còn nhiều số vị dân tộc của chúng ta bây giờ lại vẫn cứ tiếp tục với những cái tội lỗi mà tổ tiên của chúng ta đã vi phạm, hoặc là đã chống đối lại mọi cái lệnh của Chúa Cha. Thì đó là cái chủ đề vào ngày hôm nay. Thì trước đó thì tôi sẽ bắt đầu lời cầu nguyện, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề. Thì tôi xin đọc, nhưng mà quý vị muốn tham gia thì cứ tự nhiên. Cha của chúng con đang ở thiên đàng, danh của Ngài là hoàn hảo, vương quốc của Ngài sẽ đến và nó sẽ được thực hiện ở thế gian này cũng như ở thiên đàng. Hãy cho chúng con đồ ăn hàng ngày và xin tha tội cho chúng con, thì cũng như chúng con cũng tha lỗi cho những ai mà có lỗi với chúng con. Xin giúp chúng con tránh xa cái sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi từ tất cả cái sự ma quỷ. Cho nên tôn vinh danh dự ca ngợi và sự yêu thương là dành cho Chúa Cha của chúng con. Anh biết mà, tôi vẫn là tôi, ngài vẫn là như vậy, sẽ mãi mãi là như vậy. Thì chúng ta tôn vinh Ngài cả ngày ngày, yêu thương Ngài, vân vân, và tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Nói chung là chúng ta yêu thương Ngài bằng cái cuộc đời của chúng ta. Thì đó là cái lời cầu nguyện mà chúng ta cần phải chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi cũng sẽ đọc vài đoạn kinh thánh để mà chúng ta có thể có cái sự nhắc nhở và vì sao chúng ta trong cái hoàn cảnh như thế này. Nói chung là tôi xin bắt đầu với cái đoạn từ trong quyển sách OC chương 3 đoạn 6. Dân tộc của tôi bị tiêu diệt vì thiếu kiến thức, bởi vì họ đã từ chối kiến thức, tôi cũng sẽ từ chối họ. Chúng ta đó, họ sẽ không là những vị thực hiện thánh lễ gì đối với tôi. Thì thấy
Họ đã quên đi những cái luật lệ của Chúa Cha. Tôi cũng sẽ quên đi những con cái của họ. Là những con cái của chúng ta đó. Thấy chưa? Nó có vào tim của quý vị không? Rồi tiếp theo trong cái quyển sách Matthew chương 5 đoạn 17 thì Ngài nói như thế này: đừng suy nghĩ là tôi đã đến để tiêu diệt hoặc là hủy hoại cái luật lệ hoặc các vị tiên tri. Tôi đến không để tiêu diệt, hủy hoại chống đối hoặc chống đối, nhưng để thực hiện hoặc là tuân theo hoặc là làm theo nó, là cái luật lệ và tất cả các cái lệnh của Ngài. Đó chưa? Chúa Chris của chúng ta hoặc là dạng Chris He đã xuống thế gian này đều phải để xóa bỏ những cái luật lệ hoặc những cái lệnh. Đâu có. Ngài đã xuống thế gian này để thực hiện nó và để làm cho một cái ví dụ cho tất cả các dân tộc của thế giới này. Thì tất nhiên là những vị sắc tộc Do Thái của chúng ta rồi, hoặc là những quý tộc Do Thái của chúng ta rồi, đúng không? Thì nói chung Ngài đến để thực hiện những cái luật lệ và 10 cái lệnh và vân vân, đúng không? Chứ không phải để xóa bỏ nó đâu. Nên quý vị đừng có tin tưởng những lời nói của bọn đạo đức giả dối, gian dối, nói dối và lừa đảo ở ngoài kia, đúng không? Những cái bọn muốn tránh né cái luật lệ của Ngài là vì sao? Là vì họ biết cái, họ cũng biết cái trong lòng của họ, bọn họ, thì khi mình thực hiện cái cách sống của Chúa Cha hoặc là theo những gì mà dẫn Chúa Chris của chúng ta đã dạy thì nó cực kỳ rất là khó, vì Ngài đã dạy hoặc là đã giảng những cái tin mừng, những cái đạo lý. À, những cái tin mừng và cái đạo lý là cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của Chúa Cha, biết không? Thì chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời Chúa Cha và sống theo cách sống của Ngài, theo cái luật lệ, theo cái đạo lý của Ngài, theo cái luật lệ của Ngài, theo cái tiêu chuẩn của Ngài và theo cái trình độ của Ngài, chứ không phải là mình muốn làm gì thì mình làm, không có đúng như vậy đâu, đúng không? Cho nên đừng có tin tưởng những cái bọn mà giảng đạo ở ngoài kia là cái luật lệ là cái điều cũ rồi, hoặc là trong cái cựu ước, đúng không? Không phải là tân ước, phải không? Thì quý vị sẽ nghe những cái lời giải thích của bọn họ là như vậy. Nhưng mà những vị nào mà nói như vậy thì quý vị hãy tránh xa và bỏ bỏ cái nhà thờ đó đi, vì đó không phải đúng là cái sự thật, vì đó không phải là cái sự thật theo trong sách Kinh Thánh của chúng ta, theo cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của Chúa Cha, theo cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan hoặc là cái ý thức của Chúa Cha, đúng không? Thì những vị nào mà nói là luật lệ hoặc 10 cái lệnh là không có quan trọng thì những vị đó là những cái bọn ma quỷ đó, nhưng không phải là con cái của Chúa Cha đâu, không phải. Vì những ai á mà thực sự giảng đạo của Chúa Cha, đạo lý của Chúa Cha hoặc là cái tin mừng của Chúa Cha thì họ đều sẽ nói là chúng ta phải làm theo cái luật lệ, 10 cái lệnh của Chúa Cha,
và những cái gì mà đã đưa ra trong sách Kinh Thánh của chúng ta, đúng không? Thì đó là những vị mà thực sự có đạo lý của Chúa Cha trong lòng của mình, đúng không? Có cái luật lệ, có cái tiêu chuẩn và có cái trình độ của Chúa Cha, đúng không? Còn không thì quý vị biết phải làm gì đó, đúng không? Thì quý vị sẽ gặp nhiều vị như vậy trong cuộc đời này. Thì tất nhiên rồi, thì Ngài cũng đã nói rồi. Thì trong thời gian mà Ngài về thiên đàng rồi, từ đó tới bây giờ thì Ngài đã nói rằng là sẽ rất nhiều vị làm giả mạo, hoặc là làm giả, họ là những đại diện cho Chúa Cha, hoặc là những cái đạo lý, hoặc là cái đạo lý của Chúa Cha, cái luật lệ của Chúa Cha, cái tiêu chuẩn của Chúa Cha, cái trình độ của Chúa Cha. Nhưng mà thực chất thì bọn họ chỉ là những cái bọn đạo đức giả dối mà thôi, những con cái của ma quỷ, chỉ mặc bộ áo của con cừu thôi, đúng không? Nhưng thực chất thì những cái bọn đó là con sói, biết mà thôi. Thì quý vị cũng hiểu cái ý của tôi rồi, đúng không? Thì tiếp theo với cái đoạn cuối nha, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề. Thì trong Giăng chương 8 đoạn 32 á, và quý vị nhất định biết cái sự thật, và cái sự thật nhất định làm quý vị tự do, là cứu khỏi cái đau khổ hoặc là cái nô lệ của tội lỗi, phải không? Nghèo nàn, bệnh tật, chết chóc, nô lệ, đàn áp, tào lao, ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ. Nhớ không? Như là cộng thêm là những cái sự đĩ đi mất dạy bô lao. Nhớ không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nói trước. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề mà chúng ta cần phải chia sẻ. Thì như tôi đã nói thì cái câu chuyện của chúng ta là cái chủ đề ngày hôm nay. Thì tôi đã dịch cái phần đó lâu rồi, nhưng mà tại vì bận quá rồi, chuyện này chuyện nọ, rồi lúc đó cũng không được khỏe, cho nên không có thể nào mà thực hiện được, nên tôi cũng hơi buồn vì vì đã chưa thực hiện nó cho tới khi bây giờ thì tôi mới có thể làm được cái điều này. Thì trong cái lúc mà tôi định làm cái video ngày hôm nay á, thì là trước khi tôi làm á, thì tôi phải kiểm tra lại, rồi thì tôi mới là kiểm tra lại những cái đoạn từ Kinh Thánh, thì tôi mới thấy cái phần này trong quyển sách Phục truyền luật lệ đó, luật lệ ký đó. Thì kiểm tra cho xong. Thì trong cái quyển sách Phục truyền luật lệ ký đó, chương 6 đoạn 1 đến 25, thì thật ra thì có một đoạn tôi đọc xong rồi tôi thấy khi mà tôi đọc hết cái từ 1 đến 25 thì tôi mới thấy rằng tôi cần phải chia sẻ cái điều này trước với quý vị, vì nó nói rất là rõ về cái vấn đề mà tôi đã nói rồi, đúng không? Thì vẫn đang nói bây giờ, đúng không? Và cũng có thể tiếp tục nói, thì nó đều liên quan với cái điều mà cái chủ đề ngày hôm nay, đúng không? Thì nói chung là trong cái quyển sách Phục truyền luật lệ ký ấy, thì nó chỉ có nghĩa là cái quyển sách thứ hai về luật lệ của đạo lý, đúng không?
về luật lệ của đạo lý, thì nó chỉ là có nghĩa là cái quyển sách thứ hai về cái luật lệ của đạo lý của Chúa Cha của chúng ta, hiểu không? Còn Lê Vi Ký thì nó có nghĩa là cái sách thứ nhất về 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 luật lệ của đạo lý, đúng không? Về luật lệ của đạo lý là cái sách, quyển sách thứ nhất. Thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn nêu ra. Thì đó là trong cái quyển sách mà chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi sau đó tôi sẽ bắt đầu với cái câu chuyện của chúng ta. Thì quý vị sẽ thấy rõ là nhiều những cái danh ngôn và những cái văn hóa của chúng ta, cái phong tục tập quán của chúng ta thì nó đều là ở trong cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta đó, đúng không? Thì có nhiều điều khi mà tôi dịch những cái đoạn này cho quý vị thì tôi mới nhận ra nhiều cái danh ngôn dân tộc của chúng ta là thực ra nó đến từ cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta đó, đúng thì tôi mới ngạc nhiên, đúng không? Thì nói chung là nó đã kiểu là nó làm rõ hơn là cái sự việc là gốc của chúng ta là con cái của Do Thái, biết không? Là chúng ta là những con cái mà Chúa Cha đã nói trong cái quyển sách Kinh Thánh này, biết không? Thì rõ ràng là chúng ta là con cái của Do Thái, biết không? Thì có nghĩa là nó đã xác nhận, biết không? Qua những cái danh ngôn của chúng ta, qua những cái văn hóa của chúng ta, phong tục tập quán rồi rồi những cái truyền thống của chúng ta rồi vân vân, đúng không? Thì nhiều số quý vị có lẽ vẫn chưa có nhận ra thôi, nhưng mà sau khi tôi chia sẻ những cái điều này thì quý vị sẽ nhận ra hết. Mà thôi thì tôi sẽ bắt đầu với cái điều này ha. Thì chúng ta hãy bắt đầu trong cái quyển sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đó. Thì chương 6 nha. Chương 6 đoạn 1 đến 25. Thì tôi xin bắt đầu đọc cái đoạn 1. Bây giờ thì đây là những cái lệnh, cái tiêu chuẩn hoặc là cái luật lệ của đạo lý đó. Và những cái sự xét xử này mà Chúa Cha của chúng ta đã đưa ra lệnh để dạy cho quý vị, mà quý vị có lẽ làm theo nó trong cái đất nước mà quý vị sinh sống hoặc là làm chủ nó, đúng không? Cái đất nước mà quý vị làm chủ. Thì ý nghĩa nó là mình hy vọng rằng là quý vị sẽ ghi nhớ những cái điều này rồi làm theo cái sự cái là cái làm theo cái luật lệ, cái lệnh, với cái lệnh của Ngài qua ông Mô-xê, rồi qua những vị sau đó nữa, rồi bây giờ tới tôi, và từ tôi chuyển lại cho quý vị, đúng không? Thì đó là ý của Ngài, nói là chúng ta phải phải ghi nhớ, phải làm theo. Thì đó là cái ý của nó trong cái đoạn 1, đúng không? Thì tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu cái đoạn thứ hai, hay là cái đoạn số 2. Thì chúng ta hoặc là quý vị không phải rất sợ Chúa Cha của chúng ta hoặc là của mình, nhá, để giữ hết tất cả cái tiêu chuẩn này, luật lệ của đạo lý đó của Ngài và những cái lệnh của Ngài mà tôi ra lệnh cho các quý vị và con trai của quý vị và chúng ta, đúng không? Và cái con trai của quý vị, tất cả những
ngày của cuộc sống của quý vị, nghĩa là cho tới cuối đời của chúng ta. Và thì những cái ngày của quý vị có thể dài đi. Thì trong cái đoạn này thì nó chỉ nói thì chúng ta phải làm theo cái như tôi hay thường nói rằng á, thì chúng ta phải làm theo cái đạo lý của Ngài, cái luật lệ của Ngài, cái tiêu chuẩn chuẩn của Ngài và cái trình độ của Ngài, đúng không? Thì đó là cái ý của cái đoạn này, thì nó chỉ tóm tắt lại là như vậy, đúng không? Thì như quý vị đã nghe rồi đó, đúng không? Những cái lệnh này á, thì quý vị phải truyền lại cho những con cái của mình, đúng không? Và phải dặn họ tuyệt đối đừng có bao giờ quên cái điều này, đúng không? Tuyệt đối không được quên, đúng không? Vì khi mà mình quên những cái điều này, khi mà mình chống đối những cái điều này á, thì những cái sự xét xử sẽ tới với chúng ta. Thì như Ngài đã nói đó trong cái đoạn 1 đó, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn không bị như vậy á, thì chúng ta phải làm theo cái luật lệ và cái lệnh của Ngài để mà chúng ta sẽ không có bị nguyền rủa, đúng không? Thì đó là cái ý của nó là như vậy. Thì trong cái đoạn số 3 thì hãy nghe Ô Israel và giữ gìn để làm theo nó, mà nó có thể tốt cho quý vị và thì dân số của chúng ta có thể nhân đi vô cùng cực kỳ là nhiều, cũng cũng như Chúa Cha của chúng ta đã hứa với chúng ta trong cái đất nước mà tràn đầy hoặc tràn ngập với sữa và mật ong. Thì cái đoạn này có lẽ quý vị cũng đã nghe qua vì nó cũng rất là nổi tiếng. Thì trong cái đoạn này á, thì Ngài nói á, tôi cộng thêm á, thì Ngài nói lại hãy nghe đây các con cái của Do Thái và các quý tộc sắc tộc của Do Thái, là hãy hãy giữ gìn cái luật lệ của Chúa Cha, cái lệnh của Chúa Cha và làm theo nó, không? Thì như những cái đoạn khác trước đó thì Ngài nói là chúng ta phải truyền lại những cái điều này cho những con cái của mình, đúng không? Thì như vậy á, thì nó sẽ tốt cho chúng ta, cho cái tương lai của chúng ta, cho cái dân tộc của chúng ta, phải không? Thì như vậy thì Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta với rất nhiều cái phúc lành. Thì như Ngài đã nói đó, thì Ngài sẽ nhân lên cái dân số của chúng ta trở thành vô số, phải không? Thế là nhiều tới mức độ mà đếm không nổi, phải không? Thì ý Ngài nói là như vậy. Thì trong cái đoạn 4 á, nghe đây Ô Israel, cái Chúa của chúng ta là một Chúa thôi. Nghe đây, Ô Israel, cái Chúa của chúng ta là một Chúa thôi. Không? Những ai mà nói là Chúa của chúng ta thì nhiều Chúa này Chúa nọ, không có. Chúa của chúng ta chỉ một Chúa thôi. Chỉ có một duy nhất là chỉ một một mình Chúa Cha mà Chúa Cha của chúng ta mà thôi, đúng không?
nên đừng để cho những ai nói là Chúa của chúng ta này nọ này kia. Không có, Chúa Cha của chúng ta chỉ có một Chúa Cha của chúng ta thôi, hiểu không? Thì như Ngài đã nói rất là rõ đó, cái Chúa của chúng ta là một Chúa thôi, hiểu không? Không có hai, không có ba, không có này, không có nọ, chỉ là một thôi, hiểu không? Thì chúng ta sẽ tiếp với cái đoạn số 5 á. Và chúng ta phải nhất định yêu thương Chúa Cha với tất cả trái tim của mình và với tất cả cái linh hồn và với tất cả cái sức mạnh của chúng ta nhé. Đó. Thì chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới chứng tỏ là chúng ta yêu thương Chúa Cha. Thì như quý vị cũng đã biết rồi đó, thì tôi cũng đã làm cái video về cái sự yêu thương, cái cách mà chúng ta yêu thương Chúa Cha đó, thì quý vị có thể coi cái phần đó lại đó. Rồi tiếp theo với cái đoạn số 6 á. Và những lời nói này mà tôi ra lệnh cho quý vị vào ngày hôm nay là nhất định phải để nó trong trái tim của mình. Đúng không? Thì chúng ta phải những cái lệnh mà Ngài đã đưa ra, đã trao cho chúng ta, thì chúng ta phải giữ nó trong cái tấm lòng của chúng ta, trong cái trái tim của chúng ta, trong cái đầu óc của chúng ta, trong cái thể xác của chúng ta và cả cái linh hồn của chúng ta, đúng không? Thì đó là cái điều Ngài Ngài nói. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái đoạn số 7 này. Và quý vị nhất định phải siêng năng dạy cho họ đến các con cái của quý vị, và nhất định luôn nói về nó khi quý vị ngồi trong nhà của mình và khi mà quý vị đi đi ngang qua và khi mà quý vị nằm xuống và khi mà quý vị thức dậy. Đó. Thì Ngài nói đó, chúng ta phải dạy những cái luật lệ, cái 10 cái lệnh của Chúa Cha, những cái lời lẽ của Ngài cho những con cái của mình. Đó. Trong bất cứ cái thời điểm này, bất cứ cái lúc nào mình có cơ hội. Đó. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái đoạn số 8 này. Và quý vị nhất định phải cột nó lại để một ký hiệu trên bàn tay của quý vị. Và nó nhất định như là tấm vải giữa những đôi mắt của quý vị. Thấy chưa? Lúc nào chúng ta phải tìm cách nào để mà chúng ta không bao giờ quên, đúng không? Những cái lệnh của Ngài đã đưa ra cho chúng ta, đúng không? Thì là phải làm theo 10 cái lệnh, những cái luật lệ của Ngài, đúng không? Và những cái lời lẽ khác nữa, đúng không? Trong sách Kinh Thánh của chúng ta. Thì trong đoạn số 9 này. Và quý vị nhất định phải viết nó trên những cái góc tường nhà của quý vị và vào những cái cổng nhà của quý vị, thấy chưa? Nghĩa là quý vị phải tuyệt đối đừng có bao giờ quên, cho dù phải làm bất cứ cách nào đó để mà quý vị có thể ghi nhớ nó mãi mãi trong lòng của mình, hiểu không? Trong đó của mình, trong cơ thể của mình để không được quên, đúng không? Thì trong cái đoạn 10 á, và nó sẽ nhất định là khi mà Chúa Cha của chúng ta nhất định đã đưa hoặc đem quý vị tới cái vùng đất mà Ngài đã thề hoặc hứa với những vị cha của chúng ta, đến Abraham này, đến Isaac này và đến Jacob này,
để cho chúng ta những thành phố tốt đẹp và tuyệt vời mà chúng ta không cần phải xây dựng như trong cái đoạn 11 này. Và những cái nhà có tràn đầy những thứ tốt đẹp này mà quý vị không cần để vào hoặc là lấp đầy lại, phải không? Và những cái giếng đã được đào ra này mà quý vị không cần phải đào này, vườn nho và những cây ô liu này mà quý vị không cần phải trồng này. Khi quý vị nhất định đã ăn và được no, thấy không? Thì tiếp đoạn 12, rồi để ý và cẩn thận, không? Để quý vị không được Chúa Cha mà đã cứu quý vị thoát khỏi từ cái đất nước của Ai Cập hoặc nô lệ đó, từ cái nhà của nô lệ, không? Thì đó, rồi ngài nói nè, rồi để ý là cẩn thận để quý vị không được Chúa Cha, đúng không, mà đã được cứu quý vị thoát khỏi cái sự nô lệ từ Ai Cập ngày xưa, đúng không? Thì trong đoạn 13 đó, quý vị nhất định phải biết sợ Chúa Cha của chúng ta và phục vụ Ngài, và nhất định thề với cái danh của Ngài, với cái tên của Ngài. Thì tiếp theo trong đoạn 14, quý vị tuyệt đối đừng có đi theo những chúa khác, không? Của những chúa của dân tộc mà trong các vị ở hoặc là đang sống, không? Nghe chưa? Chúng ta tuyệt đối đừng có đi theo những cái đạo hoặc những cái chúa tào lao của bọn họ, biết không? Trong cái đoạn 15 này, vì Chúa Cha của chúng ta là Chúa có cái sự ghen tởm trong trong các vị, nên tránh xa cái sự kích động nổi giận của Chúa Cha vào hoặc đến quý vị và tiêu diệt quý vị từ khỏi cái mặt đất của thế giới này. Nếu mà quý vị kích động Ngài tức giận thì Ngài sẽ làm như vậy, Ngài sẽ tiêu diệt quý vị chúng ta, nhé. Thì đoạn 16 này, quý vị nhất định đừng có khích này hoặc là thức thách Chúa Cha của chúng ta này, như là quý vị đã thức thách Ngài ở Massa này. Tôi cũng không biết chỗ đó ở đâu, nhưng mà nói chung là chúng ta đã từng làm điều đó với Ngài rồi đó. Thì y là tổ tiên của chúng ta, biết không? Trong cái đoạn 17 này, quý vị nhất định phải siêng năng giữ gìn những cái lệnh của Chúa Cha và những cái lời nhân chứng về Ngài, hoặc là những cái lời khai về Ngài và những cái luật lệ của đạo lý này, tiêu chuẩn này, trình độ này, đúng không? Mà Ngài đã ra lệnh cho quý vị, cho chúng ta, hiểu không? Trong cái đoạn 18 này, và quý vị phải nhất định làm cái điều gì mà nó đúng và tốt trong cái ánh mắt của Chúa Cha, mà nó có thể là tốt đẹp cho quý vị, và thì quý vị có thể đi và sở hữu cái đất tốt mà Chúa Cha đã hứa với những vị cha của chúng ta, nhớ. Trong cái đoạn 19 này, để đá ra hết những kẻ thù của chúng ta từ từ trước chúng ta, như Chúa Cha đã nói, không? Những ai mà tào lao với chúng ta, ác ý với chúng ta thì Ngài sẽ đánh họ, không? Thì trong cái đoạn 20 này, và khi con trai của quý vị hỏi quý vị trong thời gian nào đó đến, nói rằng cái ý nghĩa của những lời lời nhân chứng hoặc lời khai ấy, về Ngài
và những cái tiêu chuẩn hoặc luật lệ của đạo lý đó của Ngài, và những cái sự xét xử khi chúng ta chống đối cái luật lệ của Ngài, mười cái lệnh của Ngài, phải không? Mà Chúa Cha của chúng ta đã ra lệnh cho quý vị, đúng không? Rồi trong cái đoạn 11 này, rồi thì quý vị nhất định nói với con trai của mình, chúng ta đã là cái nô lệ trong đất nước Ai Cập, và Chúa Cha đã cứu chúng ta thoát khỏi từ Ai Cập với một bàn tay sức mạnh cao cao thượng hoặc vĩ đại của, đúng không? Đó. Như là tôi sắp hết thời gian rồi. Chỉ còn mấy cái thôi mà tôi hết thời gian luôn rồi. Ui.